Thì đây là một cây guitar được sở hữu mặt top phía trước là mặt top Solid Spruce. Phần hông và phần lưng của cây đàn này thì được làm từ gỗ Indian Rosewood. EQ trên đàn là EQ của hãng Pro S1 và hợp tác sản xuất với công ty Martinet. Hiệu ứng delay. Xin được mến chào toàn thể quý cô chú anh chị. Xin được giới thiệu mình là Thanh Bình đến từ Sound Hit Music. Và hôm nay mình lại tiếp tục mang đến cho quý cô chú anh chị một cây guitar rất là quen thuộc đến từ thương hiệu Martinet, một thương hiệu guitar của Đức được hình thành từ năm 1978. Và đây chính là cây guitar Martinet với model là Martinet MP14 Rose Actress. Đây là cây guitar nằm trong phân khúc cao cấp của hãng và có một thời gian nó tạo nên một cơn sốt vì hiếm hàng. Khi mà vừa cho ra mắt thì nó được rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ người ta yêu thích. Lý do là cái cấu hình và cái chất lượng âm thanh, bên cạnh đó cũng là cái EQ có hiệu ứng. Chính nhờ những cái tiêu chí này thì nó trở thành một cây đàn nằm trong top bestseller của hãng Martinet. Và bây giờ không để quý cô chú anh chị chờ lâu, chúng ta cùng tiến hành review chi tiết cây đàn này các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về phần thiết kế của cây đàn này. Thì đây là một cây guitar nằm trong phân khúc crossover, có nghĩa nó là một cây guitar semi-classic với thiết kế bản cần là 48mm. Một cái bản cần rất là gọn gàng cho những anh em nào có sải tay ngắn mà thích chơi dây ni lông. Và cũng chính nhờ cái bản cần 48mm này thì chúng ta có thể dễ dàng bấm những cái thế chặn khó hoặc là những cái thế tay nó khó phức tạp. Và cũng chính nhờ cái thiết kế bản cần này thì khi mà chúng ta chơi dây ni lông, chúng ta quạt nó không bị rời rạc như những cây guitar classic với bản cần 52 ha. Thì đó là cái ưu điểm của dòng bản cần 48. Và thiết kế là MP14, có nghĩa là cần đàn nó sẽ giao với thùng đàn là tới 14 ngang. Đó, nó sẽ dài bằng một cây acoustic luôn. Đó, cho nên rất là tiện lợi cho những anh em mà chơi đệm hát ngang cao hoặc là chúng ta lick, chúng ta solo ở những ngang trên cao như thế này ha. Và nước sơn của đàn là nước sơn bóng. Đó, nó tôn lên cái giá trị của cây đàn, nó làm cho cây đàn của chúng ta trở nên lung linh và nó đẹp hơn. Đây, nhìn qua ánh đèn là chúng ta thấy là nó phản chiếu, nó rất là đẹp nha. Và bên cạnh đó thì cũng là cái EQ như mình đã nói đầu clip. Thì đây là cái EQ mà chúng ta không cần kết nối ra loa vẫn có thể sử dụng được EQ này. Bởi vì trên EQ nó có tích hợp các hiệu ứng như là delay, reverb, chorus, mid v.v. Thì dòng EQ này mình đã từng review rất là nhiều rồi, nhưng mà clip nào mình cũng phải làm đi làm lại để cho anh em có thể trải nghiệm một cách rõ ràng, để so sánh từng cây một. Đó, cho nên khi mà chúng ta xem clip mà chúng ta thấy là nó quen thuộc quá rồi thì thôi chúng ta cũng chịu khó nghe để mà mình có cái sự so sánh rõ ràng nhé. Đó, ngay vị trí mặt top của cái đàn, ngay vị trí mình đang sờ tay đây, nó có một cái miếng dán trong suốt nằm ngay khúc này ha. Thì để cho chúng ta khi mà chúng ta có quạt hay là chúng ta đánh, nó không làm xước cái mặt đàn, nó giúp bảo vệ mặt đàn. Đó. Và thiết kế của cây đàn này nó cũng rất là tinh gọn ha. Chúng ta ôm thì chúng ta cảm thấy nó vừa vặn, nó thoải mái, nó không quá cồng kềnh. Và chính nhờ cái thiết kế thùng đàn như thế này thì giúp cho chúng ta khi mà ôm đàn chúng ta đánh, nó không làm cho chúng ta mỏi ngay vị trí này ha. Nó cũng khá là gọn. Tiếp theo là phần mặt phím của đàn. Thì cây đàn này là cũng sở hữu mặt phím là mặt phím bung bê, có nghĩa là mặt phím nó cong. Đó. Thì nhờ cái mặt phím cong này thì khi mà chúng ta bấm hợp âm chặn, nó sẽ rất là dễ nha. Cái mặt phím bung bê này thì chúng ta sẽ thường thấy ở trên các cây guitar điện là một, guitar acoustic là hai. Đối với dòng guitar dây ni lông thì cái mặt phím bung bê này nó chỉ nằm trên những cây đàn crossover hoặc là dòng stick, giúp cho người chơi có thể chơi được đa dạng dòng nhạc, lead solo, cổ điển, độc tấu, đệm hát, vân vân. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần cấu hình của cây guitar này. Thì đây là một cây guitar được sở hữu mặt top phía trước là mặt top solid spruce. Đó, vẫn là mặt top spruce với đặc tính là nó nhẹ, bền và đặc biệt là bắt âm thanh rất là tốt. Khi chúng ta tác động lên dây đàn thì cái cảm giác tay chúng ta cảm thấy là tiếng đàn của mặt top spruce này nó bắt tiếng rất là nhạy, nó phản hồi rất là nhanh. Đó. Và chắc chắn một điều rồi, trên những cây đàn mà ở mức độ là giá trị cao như cây này thì cái mặt top lúc nào cũng được tuyển lựa rất là kỹ,
rất là đẹp. Chúng ta có thể thấy là vân cườm ngang, các sớ gỗ ngang nó hiện rõ lên trên cái mặt top này. Và đặc biệt là các vân gỗ dọc trên mặt top này nó rất là xích sát với nhau, chứng tỏ thì đây là một cây gỗ nó có tuổi thọ rất là lâu rồi, cho nên cái chất âm nó sẽ cho ra rất là hay. Phần hông và phần lưng của cây đàn này thì được làm từ gỗ Indian Rosewood. Nó theo kiểu tiếng Việt Nam thì nó là cây gỗ cẩm lai Ấn Độ. Thì chắc chắn một điều, trong những anh em chơi guitar, những anh em sành sỏi về guitar và những cô chú nghệ nhân chuyên sản xuất guitar thì họ rất là thích cái gỗ này. Đặc tính của dòng gỗ Indian Rosewood này là nó cho ra âm thanh cực kỳ xuất sắc. Tiếng nó vang, ấm, đầy đặn và nó rất là giòn. Đấy. Khi mà một cây đàn được làm từ gỗ Indian Rosewood thì nó luôn mang cho chúng ta một cái sự yên tâm về chất lượng âm thanh. Còn những yếu tố còn lại thì nó phụ thuộc vào tay nghề của các hãng đàn guitar hoặc là các nghệ nhân khác nhau. Cần đàn sẽ là cần mahogany. Mặt phím của đàn và cầu ngựa ở dưới thì được làm từ gỗ rosewood luôn. Dây đàn sẽ là dây savaret. Còn trên đầu đàn sẽ là một bộ khóa đặc trưng của hãng Martinet với biểu tượng là chữ M nằm ở đây ha. Và phía trên đây nữa sẽ là cái logo, cái headstock của Martinet ở phân khúc MP. Thì cái hãng Martinet này nó rất là hay nha. Tùy phân khúc để nó cho ra một cái logo trên đầu khác nhau. Cho nên mà nhiều anh em khi mua mà tự nhiên thấy là ủa sao cây này logo nó hình thoi mà cây kia logo lại hình khác. À thì tùy cái dòng nó sẽ cho một cái logo khác nhau. Đối với dòng Steve như những cây Martinet Hispania thì nó sẽ là một cái logo trên đầu biểu tượng khác nha. Nhưng mà cái khóa này thì lúc nào cũng là có chữ M ở đây. Đó. EQ trên đàn là EQ của hãng Pro S1 và hợp tác sản xuất với công ty Martinet. Cho nên trên đây chúng ta sẽ thấy là có chữ Martinet người ta dập nổi ở trên đây luôn ha. Đó, để chống việc người ta làm giả làm nhái gì đó. Đầu tiên sẽ là phần âm thanh mộc của cái đàn này. Mình sẽ tiến hành test nhanh để anh em kịp theo dõi được những cái hiệu ứng phía sau nha. Như mình đã nói lúc ban đầu là những cái đàn được làm từ gỗ cẩm ấn, nó cho ra âm thanh rất là xuất sắc, bass nó rất là ấm, đầy và nó nổ. Đây. Đó, trong những cái stress thì nó chứa đầy nội lực nha. Đó. Khi hòa quyện lại với nhau thì chúng ta thấy là có một cái sự trung hòa, nghe rất là dễ chịu. Tuyệt vời rồi. Như mình đã nói lúc đầu thì cái bản cần là 48, nên khi mà chúng ta bấm hợp âm chặn, chúng ta quạt, nó rất là đều tiếng và nó không bị rời rạc như những cây guitar classic bản cần 52 nha. Đây, các bạn nghe nè. Đó, thì với cái bản cần này thì chúng ta dùng cây đàn này để đệm hát là một cái chuyện rất là đơn giản nha. Nó không khó như những cây bản cần lớn và nó cũng không làm cho chúng ta cảm giác là bị đau tay như những cây dây sắt. Thì khi mà mua cái này để đệm hát thì cũng là một cái sự lựa chọn mà đáng cân nhắc dành cho anh em. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến với phần hiệu ứng trên nền âm thanh mộc ở trạng thái là mình sẽ không kết nối EQ của đàn ra loa. Các hiệu ứng nó hiện thì rất là rõ nha. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với hiệu ứng reverb. Thank you.
hiệu ứng chorus. Đó, cái hiệu ứng nó làm tiếng đàn nó lượn sóng rất là hay nha. Delay. Đó, đánh một cái thì nó lặp lại tới mấy cái đằng sau lần ha. Delay có nghĩa nó làm trễ tiếng. Đây, chúng ta có thể nghe. Đó là phần hiệu ứng delay ha. Rồi, ok, và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành test cái EQ của cái đàn này khi chúng ta kết nối ra loa ha. Và cái loa thì mình sẽ để nằm phía sau lưng mình nha. Đầu tiên sẽ là âm thanh mộc khi mình không cho hiệu ứng nào vào nhé. Đó, thì đối với dòng EQ này thì là một cái loại EQ nó nằm trong phân khúc cao cấp rồi. Cho nên khi mà cái âm thanh nó bắt ra thì chắc chắn sẽ rất là điều tiếng. Và các âm thanh nó bắt rất là rõ ha. Bass nó rất là đầy, nó làm rung cả cái loa của mình luôn. Tiếp theo là hiệu ứng reverb. Cùng sẽ là hiệu ứng mic, hiệu ứng bắt tiếng gõ thùng ha. Dạ, kính thưa quý cô chú anh chị, để có thể liên tục theo dõi và cập nhật những mẫu guitar mới là độc đáo, chính hãng và cao cấp, em xin quý cô chú anh chị cho em xin một lượt đăng ký, nhấn vào nút like và nhấn vào cái chuông thông báo để chúng ta có thể liên tục cập nhật được những mẫu guitar mới, quý cô chú anh chị nhé. Xin chân thành cảm ơn. Vừa rồi là tổng quan về thiết kế, cấu hình, âm thanh mộc, âm thanh hiệu ứng và âm thanh EQ của cây guitar Martinez MP14 Rose Actrix. Và hiện tại thì shop mình đang phân phối chính hãng cái đàn này. Khi mua đàn chúng ta sẽ được tặng kèm một cái bao hãng cực kỳ xịn. Và mức giá của cái đàn này là dao động trên dưới 15 triệu. Thì tại sao không có một cái giá cố định? Tại vì cây đàn này nó sẽ thay đổi giá theo thời gian, có nghĩa là có thể là nó lên giá hoặc là có thể nó giảm giá. Đó, cho nên khi mà chúng ta mua hàng, chúng ta đặt hàng thì cứ liên lạc với mình, thì mình sẽ báo giá ngay thời điểm lúc đó để chúng ta cảm thấy là yên tâm khi chúng ta mua sản phẩm. Và anh em nào có nhu cầu đặt hàng thì vui lòng liên hệ với mình.
qua Zalo hoặc là số điện thoại 0373744385. Hoặc anh em nào muốn test đàn và trải nghiệm trực tiếp thì đến shop của mình tại địa chỉ là Sound Music 747 Lê Quý Đôn, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Và bên mình có những ship code toàn quốc cho những anh em nào ở xa. Khi ở xa thì chúng ta chỉ việc liên lạc qua Zalo hoặc là số điện thoại của mình thì mình sẽ ship đến tận nơi. Và khi hàng đến tay thì chúng ta được quyền mở ra kiểm tra, sau đó chúng ta mới thanh toán cho nhân viên ship hàng. Và mình xin kết thúc clip ở đây. Xin hẹn lại quý cô chú anh chị trong những clip sau. Xin thân ái chào tạm biệt.